Xin chào các bạn. Và trong video này thì Linh sẽ chiêu đãi tất cả các bạn đang quan tâm đến dòng xe Honda Winix, đang ý định mua dòng xe côn tay, thì các bạn hãy xem video này và Linh sẽ cập nhật giá và chương trình khuyến mại ưu đãi cực kỳ hấp dẫn trong tháng 4 này cho các bạn nhé. Và ngay phía sau Linh đây là những chiếc xe Honda Winix phiên bản V3 mới nhất 2022 đang có mặt tại cửa hàng bên Linh. Và hiện tại bên Linh đang có chương trình là hỗ trợ lệ phí trước bạ 1 triệu đồng cho dòng xe Honda Winix này. Thì với một em Honda Winix phiên bản phanh ABS màu đỏ hay là màu đen mờ, thì bên Linh đang để giá cho các bạn, nó chỉ dao động khoảng từ giá sau khi hỗ trợ chỉ khoảng từ 40 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu một em Honda Winix phiên bản phanh ABS các bạn nhé. Và giá Linh báo thì đã bao gồm thuế VAT 8% rồi. Và các bạn khi mua xe các bạn sẽ phải mất thêm tiền đăng ký biển số nữa. Bạn nào ở huyện thì các bạn sẽ mất thêm khoảng hơn 1 triệu. Còn bạn nào ở thành phố thì mình sẽ mất thêm khoảng hơn 3 triệu đến gần 4 triệu đồng nhé. Đấy là giá đăng ký biển số của dòng xe Honda Winix, một phiên bản phanh ABS tại hệ thống bên Linh sau khi hỗ trợ khuyến mại, chỉ với giá khoảng gần 40 triệu đồng các bạn đã có thể sở hữu rồi. Ngoài ra trong tháng 4 này các bạn đừng quên liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987162438. Linh sẽ hỗ trợ và ưu đãi hơn nữa về giá cũng như chương trình khuyến mại cho các bạn nhé. Hay với một em Honda Winix phiên bản phanh thường màu đỏ, bên Linh đang để giá cho các bạn sau khi hỗ trợ khuyến mại chỉ với 38 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Quá hấp dẫn đúng không ạ? 38 triệu đồng cho một em Honda Winix phiên bản phanh thường. Ngoài ra thì rất là nhiều khách hàng đang ở các tỉnh lân cận với tỉnh Phú Thọ, Linh có hỗ trợ ship xe, hoặc là thời gian vừa qua có rất nhiều khách hàng từ các tỉnh như là Hòa Bình, Sơn La hay các bạn ở Lào Cai, Yên Bái, các bạn đều đến với cửa hàng xe máy bên Linh, bởi vì chắc chắn rằng giá tại thời điểm này tại hệ thống bên Linh là gần như là tốt nhất trên thị trường xe máy hiện nay. Với một em Honda Winix chỉ khoảng từ 38 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Hay phiên bản ABS chỉ với giá khoảng từ 40 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Và các bạn hãy theo Linh vào với cửa hàng bên Linh nhá. Và trong cửa hàng thì Linh có trưng bày rất là nhiều chiếc Honda Winix. Và địa chỉ của cửa hàng Linh là ở Việt Trì, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ các bạn nhé. Các bạn nhớ là liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987162438 để có thể nhận những cái ưu đãi cũng như là chương trình giảm giá tốt nhất từ Linh ạ. Một em Honda Winix phiên bản đặc biệt màu bạc phía bên cạnh Linh đây đang để giá cho các bạn chỉ với giá khoảng gần 40 triệu đồng sau khi khuyến mại là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Và khi mua dòng xe trả góp dòng Honda Winix, các bạn sẽ trả trước cho Linh từ 8 đến 10 triệu đồng với thủ tục chỉ cần căn cước công dân thôi, rất là đơn giản ạ. Hay màu đen nhám, đen sần là một trong những cái màu sắc mà được rất nhiều các bạn trẻ lựa chọn ạ. Cũng với giá chỉ khoảng gần 40 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Một em Honda Winix phiên bản đặc biệt chỉ gần 40 triệu đồng với hệ thống ABS ở kênh bánh trước ạ. Hay là được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key với cổng sạc điện thoại. Rất là nhiều những cái tính năng tiện ích trang bị nổi trội trên mẫu xe này. Thì Linh tin chắc rằng với cái giá này nó đang là giá tốt nhất trên thị trường và tốt nhất trong cái thời điểm tháng 4 này. Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội mua xe Honda Winix với giá cực kỳ hấp dẫn nhé. Và đừng quên là liên hệ với Linh hoặc là kết bạn Zalo với Linh để được tư vấn hỗ trợ cho các bạn nhé. Và bên này thì Linh còn có màu trắng, là một trong những cái màu sắc cũng rất là mới của dòng xe Honda Winix phiên bản thanh thường. Với giá chỉ khoảng 38 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Một em Honda Winix phiên bản phanh thường hay là màu đỏ cũng với giá chỉ khoảng 38 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Còn nếu như anh em nào mà muốn sở hữu phiên bản HRC với bộ tem là đỏ xanh trắng, đây sẽ là màu mà có giá cao nhất của dòng xe Honda Winix, thì cũng với chỉ giá khoảng ngoài 40 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Quá là hấp dẫn đúng không ạ? Chỉ hơn 40 triệu đồng cho một em Honda Winix phiên bản HRC, bản đường đua hay các bạn hay gọi đấy ạ. Khoảng ngoài 40 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Các bạn hãy liên hệ ngay với Linh nhé, theo số điện thoại là 0987162438 hoặc là kết bạn Zalo với Linh. Và hãy đến với Linh để được giá ưu đãi và hấp dẫn tốt nhất nhé. Và với một chiếc xe Honda Winix khi các bạn mua trả góp thì các bạn trả trước cho Linh là từ khoảng 8 triệu, còn số còn lại các bạn sẽ góp cho Linh trong vòng từ kỳ hạn là từ 6 đến 36 tháng. Có những cái gói thường khách hàng thường hay lựa chọn là 9 tháng hay 12, 15, 18 tháng là những cái kỳ hạn mà khách hàng thường hay lựa chọn. Và thủ tục Linh sẽ cần là căn cước công dân. Còn nếu như bạn nào chưa có căn cước công dân thì sẽ cần chứng minh thư hoặc là bằng lái xe. Và bên Linh thì cũng có cả hình thức nhập hồ sơ online. Do vậy nếu như khách hàng nào ở xa, bên Linh sẽ nhập hồ sơ online trước và các bạn hồ sơ chắc chắn duyệt rồi các bạn mới đến cửa hàng lấy xe. Và với Linh ví dụ như với khoản vay khoảng từ 10 triệu chẳng hạn thì mỗi tháng các bạn chỉ mất thêm khoảng hơn 100.000 tiền lãi một chút thôi. Linh nghĩ rằng Linh sẽ hỗ trợ cái gói lãi suất tốt nhất cho các bạn khi mua dòng xe Honda Winix này.
Hơn nữa thì với mỗi một khách hàng khi mua dòng xe Honda Winner X, các bạn sẽ được nhận ngay một phiếu thăm dò ý kiến khách hàng, và trong đó các bạn sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn với rất nhiều phần quà có giá trị như là điện thoại hay là xe máy nhé. Ngoài ra thì bên Linh còn có những cái gói quà như là mũ bảo hiểm hay áo mưa dành cho các bạn, cũng như là liên hệ với Linh, các bạn có thể nhận được một voucher giảm giá từ 2 đến 300 nghìn đồng tùy vùng khách hàng nhé. Vì vậy các bạn đừng quên liên hệ trước với Linh khi mua xe để có thể nhận được, mua được màu xe ưng ý nhất và giá cả tốt nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.